Đây, chào anh em. Mời anh em xem mấy cái bình của xe cúp 50, 70, 90. Anh em mình có nhu cầu thì alo ha. Mình xem qua sơ chút xíu một số bình ha. Bình này của cúp 70 sơn riêng ha. Mã màu thì 142, xanh dây chai á. Mà này 116, xanh này xanh xanh tiger ha, không một lỗng gì hết ha, sơn riêng nha, này cũng sơn riêng, này đã sơn lại rồi ha, anh em mình cần gì sơn lại xíu, này bụi thôi nha, vệ sinh xíu là sạch sẽ, bên này về anh em xử lý sơn sơ hoặc là để nguyên sử dụng luôn. Cúp 70 luôn nè, C 70 ha, cúp 70 này đã xử lý sơn lại ha, màu 114 ha, bạc hoặc là xám. Này cũng C 70, cái này cũng C 90 ha. Này 141 xanh đen đậm á, bình riêng hết ha, sơn riêng. Bên này 142 màu xanh ve chai, bình sơn riêng luôn, không một lỗng chỗ nào hết, khá đẹp. Này giờ anh em xử lý sơ xíu, mà phao xăng hiện anh em tháo cái cũ ra bỏ vô cũng được ha. Bên này sơn riêng rồi ha, màu này 114, em cúp 90, cũng có phao xăng đầy đủ, khóa xăng luôn, có khóa nắp bình xăng ha. Đấy. Nhà sơn riêng khá đẹp. Bên này của cấp 70 màu 116, bên này cũng sơn riêng ha. Này giờ em xử lý sơ lại xíu, sơ chỗ này có pha xăng đầy đủ ha, trong này đục sáng được rồi nha. Đó. Bên này cũng có nắp xăng, em không lấy nắp thì trừ tiền ra ha, trong ruột sáng luôn ha. Mà đây 116 ha, 1 không một lũng ha, chỉ có dơ ha, em vậy vệ sinh vô xe thôi. Này giờ anh em để nguyên xài cũng được, mà xử lý sơ là xài cũng được ha. Bên này đã sơn lại rồi ha, của này cúp 90 sơn lại màu xanh 142, đúng màu của nó, của tem luôn ha, trong ruột thì sáng trưng. Phía dưới này không có sơn, xuống này sơn riêng ha, mặt dưới này sơn riêng hết, mặt trên này xử lý xíu. Anh em mà cần xử lý như vậy thì mình xử lý luôn ha. Đấy, anh em mình có nhu cầu thì alo số điện thoại 0978 797978 nha. Phụ tùng xe thì còn nhiều. Anh em mình có nhu cầu thì cứ gọi 0978 797978 nha. Đây, sơn rồi... bộ ha. Rồi, cảm ơn em nhiều. Chào, hẹn gặp lại anh em ở video sau.